bà con nông dân đang theo dõi chương trình và các bạn nghe đài. Hiện nay thì dải hội tụ nhiệt đới suy yếu và di chuyển lên phía Bắc với cái cường độ giảm dần. Gió mùa Tây Nam thì có cái cường độ không mạnh nên thời tiết ở trên cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ trong 1-2 ngày gần đây thì là ít mưa và ngày nắng nhiều. Trong những ngày cuối tuần thì dải hội tụ nhiệt đới lại tiếp tục suy yếu thêm, tạo điều kiện cho một cái rãnh thấp mới hình thành có trục đi qua cái khu vực các cái tỉnh Nam Trung Bộ nối với vùng thấp ở ngoài khơi giữa Biển Đông. Vùng thấp này thì có thể là sẽ di chuyển về phía Nam và duy trì với cái cường độ không mạnh. Gió mùa Tây Nam có xu hướng sẽ hoạt động mạnh dần trở lại. Do vậy, ở cái khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì sau 2-3 ngày ít mưa thì những ngày cuối tuần này thì mưa sẽ có xu hướng sẽ gia tăng trở lại. Ở khu vực các cái tỉnh miền Đông cũng như là miền Tây, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông thì bà con nông dân cũng cần đề phòng sấm sét, gió giật mạnh và lốc xoáy. Thời gian mưa sẽ vào chiều tối và ban đêm. Vùng trọng tâm mưa thì sẽ tập trung ở cái khu vực các cái tỉnh như là Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai, Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu. Mưa lớn, do đó mà bà con cũng cần đề phòng nước không thoát kịp sẽ gây ngập cục bộ. Buổi sáng thì trời giảm mây và nắng với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở cái mức là từ 30 đến 33 độ và thấp nhất thì từ 23 đến 26 độ. Riêng cái khu vực Bình Phước thì có nơi sẽ dưới 23 độ. Sang những ngày đầu tuần thì cái rãnh thấp sẽ tiếp tục duy trì và có cái trục ít thay đổi, là bởi vì ở cái phía Bắc đang có một cái bộ phận không khí lạnh di chuyển về phía Nam. Thì cái bộ phận không khí lạnh này sẽ tác động trực tiếp đến các cái tỉnh vùng núi biên giới phía Bắc nước ta. Còn đối với cái vùng thấp ở ngoài khơi giữa Biển Đông thì nhiều khả năng là sẽ hoạt động mạnh dần lên và di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, càng tiến về hướng đất liền các cái tỉnh miền Trung nước ta vào những cái ngày giữa tuần cho đến cuối tuần, tức là khoảng ngày thứ tư cho đến những ngày cuối tuần sau, khoảng ngày 22 cho đến ngày 25-26 tháng 9. Thì cái cơn bão số 5 vừa qua thì đã ảnh hưởng đến các cái tỉnh miền Trung nước ta, thì bà con vẫn còn khó khăn, chưa kịp khắc phục thì có thể là sẽ chịu ảnh hưởng liên tiếp của bão lũ, sẽ càng làm vất vả và khó khăn hơn. Do đó mà những cái diễn biến về vùng thấp này sẽ còn phức tạp. Do vậy mà bà con nông dân cũng cần theo dõi sự phát triển của vùng thấp này để có cái hướng chủ động trong sản xuất cũng như là chủ động phòng tránh. Còn đối với khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì sẽ chịu tác động bởi phía Nam của cái rãnh thấp. Gió mùa Tây Nam thì hoạt động với cái cường độ trung bình đến mạnh. Do vậy mà trong những cái ngày tuần tới thì khu vực các cái tỉnh Nam Bộ thì trời cũng sẽ tiếp tục chuyển nhiều mây và có mưa trên diện rộng, nhiều nơi thì sẽ có cái mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Thời gian mưa sẽ vào trưa chiều cũng như là chiều tối, thậm chí còn duy trì đến ban đêm. Ngày thì có lúc sẽ giảm mây và nắng nhẹ với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động ở cái mức là từ 29 cho đến 32 độ và ban đêm thì dao động từ 22 đến 25 độ. Trong tuần thì mưa sẽ bắt đầu tăng trở lại kết hợp với cái mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên lại theo triều. Đến ngày 20 tháng 9 thì cái mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở cái mức là 2m35 và tại Châu Đốc ở cái mức là 2m25. Cho nên là bà con nông dân cũng cần đề phòng cái nguy cơ lũ lên nhanh hơn bình thường do mưa lớn. Trong khoảng cái thời gian ngắn có thể là sẽ gây tác động đến cái khu vực các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Còn trong tuần thì mưa cũng sẽ tăng nhiều, cho nên là đối với những cái diện tích lúa thì bà con hiện nay thì trên cái trà lúa phần lớn là trong cái giai đoạn đồng trổ đến chín. Còn đối với cái trà lúa trổ đến chín thì là ghi nhận là cái dịch hại nổi bật vẫn là cái bệnh do vi khuẩn trên lá, trên hạt. Còn đối với trà lúa làm đồng những ngày vừa qua do ảnh hưởng nhiều của mưa nên là cây lúa xanh tốt, từ đó sẽ xuất hiện cái nhóm sâu gây hại trên lá như là sâu keo ăn lá, sâu cuốn lá hay là sâu xếp lá. Do đó mà bà con cũng cần chủ động phòng trừ. Còn đối với các cái trà lúa đông xương sớm thì bà con cũng nên xử lý tăng cường cái lực hạt giống giúp chống chịu với cái thời tiết mưa bão trong những ngày đầu gieo xạ.
Còn đối với những cái vườn cây ăn trái thì bà con cũng cần lưu ý, nhất là những cái vườn sầu riêng đang xử lý ra hoa trong cái giai đoạn hiện nay, với cái lưu ý là mưa nhiều có thể là sẽ ảnh hưởng đến cái quá trình tạo mầm làm rụng hoa non. Bên dưới cần phải chủ động tiêu thoát nước để quản lý cỏ vườn tránh ngập úng, phát sinh cái bệnh ở dưới rễ. Còn đối với vườn mít thì bà con sẽ tiếp tục lưu ý đến cái bệnh xì mủ, cần sử dụng vôi bột rải gốc và liếp để ức chế cái mầm bệnh trong vườn. Còn đối với bà con canh tác rau màu thì bà mưa nhiều thì độ ẩm cao, do đó mà bà con cũng cần lưu ý đến các đối tượng như là nấm và vi khuẩn gây ra, như là bệnh thán thư trên ớt, chết cây non và sương mai trên khóm. Đối với dưa bầu bí thì bà con cũng cần lưu ý đến cái bệnh héo xanh do vi khuẩn. Còn đối với các cái vườn ra hoa và trái non thì bà con lưu ý đến tăng cường cái sức khỏe cho hoa, hạn chế rụng do mưa liên tục. Kính chào bà con và các bạn nghe đài.